Cây gỗ xưa gần 1 tỷ, hơn 40 năm. Khi cắt ra, lõi vào nó sẽ như thế nào? Anh em mình nhá. Đây là anh em ơi, đấy, và bây giờ em phải đào cả cái gốc ấy lên và dùng cả cái máy xúc thì mới có thể là khai thác cây này nhá. Thì lát nữa thì sẽ chặt hạ cây này, thì xem là lõi bên trong nó thế nào anh em mình nhá. Đây này, đây là cái cây gỗ xưa và hơn 40 năm đấy anh em ạ, gần 1 tỷ. Em cũng đã khai thác lên vào cái bộ rễ ở đây này. Đây này, bộ rễ lên này. Thì bây giờ là xem đầu kia thì không biết là lõi có to hay không nhá. Xem là bỏ ra 1 tỷ thì có chiến thắng không anh em nhá. Đây này này. Rồi anh em ơi. Lõi bây giờ mới có được hơn 10 phân thế này thì rồi. 1 tỷ thế này là rồi anh em ạ. Thế này là bây giờ chỉ có bán được hơn 200 triệu thôi. Quang rồi anh em ạ.